cái gì hết. Đông ơi, cháu tha cho cái duyên nhà bác đi. Nó cũng vì thích cháu, yêu cháu nó mới nghĩ giải ruột như thế. Cháu ạ, nó cũng là con người tốt thôi. Thì chuyện duyên thì cháu sẽ có cách xử lý. Chuyện duyên thì nó em ấy cũng vi phạm pháp luật thì cô ạ. Cố gắng giúp cô với. Nó cũng vì thích cháu, yêu cháu lắm nó mới làm như thế. Cháu sẽ xem xét. Nếu mà duyên cải tạo tốt thì cháu sẽ thả trước thời hạn thôi. Cố gắng giúp cô với nhé. Rồi. Cô cũng mong cháu giúp thôi. Cô đến đại giúp. Cô yên tâm, việc này cháu sẽ xử lý đúng pháp luật. Còn nói về thả thì không thả luôn được đâu cô ạ. Bởi vì cái duyên vừa rồi cũng vi phạm pháp luật nghiêm trọng lắm. Cô ấy thuê người đến đánh đập, phá hoại nhà người khác. Rất là nghiêm trọng cô ạ. Thời gian đấy cô không ở nhà, cô đi làm ăn rồi. Mỗi mình em ấy ở nhà thôi. Nó cũng vì chỉ vì thích cháu, nó mới làm như thế thôi. Cháu biết là như thế nhưng mà... Cháu đừng vô tâm quá, cháu cố gắng giúp nó luôn. Cháu sẽ cố gắng quên duyên cải tạo tốt sớm người ra thôi. Thời gian vừa rồi duyên ở nhà một mình không có cô ấy, nên cô ấy cũng sống buông thả, sống kiểu như ích kỷ quá. Biết là thích cháu yêu cháu nhưng mà có nhiều cách để thì mình cảm chứ. Nhưng mà duyên thuê người để đánh đập phá hoại. Để tha thứ được. Trước mắt thì nếu mà duyên cải tạo tốt thì tụi cháu sẽ tha thôi. Bây giờ cô thì không biết dựa vào ai nữa, thì mong cháu thì cố gắng giúp đỡ em với. Vâng ạ. Việc này cô cũng yên tâm đi nhé. Cô đi về đi. Cô về nhé. Hôm nào cô rảnh cô cũng lên thăm với duyên được. Cô cứ đi về đi. Cô cứ yên tâm đi, cháu sẽ xử lý đúng pháp luật. Còn về chuyện em duyên cải tạo tốt thì sẽ sớm được ra thôi, không lâu đâu cô ạ. Cô gắng giúp cô với nhá. Vâng ạ, cô cứ đi về đi.
bán năm. Mình ở đây đến bao giờ không biết mẹ mình đi xin anh đâu có được không, xin cho mình đi ra ở đây đói quá ngủ không ngủ được nữa chết mất rồi.
Lúc anh đông rồi, chắc anh đến thả mình ra rồi. May quá. Biết ngay là anh sẽ đến thả em ra mà. Anh cho em về đi. Em biết lỗi của mình rồi. Lần sau em không làm như thế nữa. Em biết sai rồi. Em biết sai là tốt rồi. Nhưng mà vấn đề ở đây thì em vẫn chưa về được đâu. Anh cho em về đi. Em vào đây em không dám ngủ đâu. Em sợ lắm. Cái này không phải giải quyết theo tình cảm là được đâu. Nhưng mà anh tha cho em đi. Lần sau em không dám làm như thế nữa đâu. Em biết lỗi của mình rồi. Anh cho em về đi. Để anh vào trong. Anh mở cửa cho em đi về, em không ở đây được nữa đâu. Pháp luật là pháp luật. Biết lỗi của mình rồi, lần sau em không thể thay đổi đâu em ạ. Một là một, hai là hai em. Không ở đây được nữa đâu. Thôi rồi, anh mua cho em ít sữa đi, em cầm lấy ăn tắm. Sợ vừa đói nữa anh ạ. Em biết rồi, nhưng mà em cố gắng đi nhá. Anh cho em về đi, lần sau em không làm như thế nữa đâu mà. Em xin anh là... Thôi em bỏ tay đi, em bỏ tay em. Không, anh cho em. Nào, nào, nào. Em ở đây em sợ lắm. Ở đây là chỗ tại chỗ bãi giam ấy. Không phải nơi công cộng đâu. Em bỏ tay em. Đây anh mua cho em đi sữa để bánh cho em ăn thôi nhé. Em cố gắng ở đây một thời gian nữa đi. Nếu mà em cải tạo tốt thì anh sẽ sớm thả em ra ngoài thôi. Còn xin xỏ là không được đâu. Một khi dùng đến pháp luật là không thể xin xỏ được đâu. Nhá. Em biết lỗi rồi mà. Anh đi xin cho em đi. Em biết lỗi là tốt rồi. Hy vọng em sẽ thay đổi. Còn em cải tạo tốt thì anh sẽ sớm thả em ra ngoài thôi. Anh xin cho em về sớm nhá. Rồi. Không ở đây được nữa đâu. Anh biết rồi. Đêm em không ngủ được đâu, em sợ lắm. Đấy, em biết khổ thế, biết sợ thế thì trước em đừng làm thế nữa. Em cũng dạy được mà. Không nghĩ được em làm thế đâu.
giờ mới được về. Đây vừa sợ vừa đói nữa. Học về à? Ừ. Học vui không con? Dạ. Học vui không? Đi về biết hát rồi ấy. Biết hát đi đấy. Về hát. Thế con đi bộ xa đây có mỏi chân không? Ngán lắm. Hôm nào bảo mẹ thật xe không đi, biết đi xe rồi lái xe đưa con đi học nhá. Ừ. Đi bộ xa này mệt lắm nhá. Giờ đi xa lắm. Giờ lên xe thì anh trở về. Vui không con? Vui á. Mai bác đến sớm đưa con đi học nhé. Nhé. Đi con mạnh mẽ lắm. Con không mỏi chân đâu. Đi bộ xa thế mà giỏi nhỉ. Tí nữa làm vận động viên chạy nhà điền kinh nha. Rau à? Dạ. Thôi để anh đi hộ sách nào. Đưa xô cho anh. Đưa xô. Con để cho mẹ một tí nhá. Đây là dưa leo của mình. Đây là dưa leo. Cái dưa leo à? Đây là cây dưa leo. À, đây chờ bác tí nhá, chờ mẹ tí nhá. Cái đây nước cũng gần em nhỉ? Đấy cũng gần thôi.
được đây à? Vâng, em xách từ đây lên. À, cũng gần thôi. Cũng tiện. Này, nhiều cá lắm đấy. Hôm nào em ra đây bắt cá. Được rồi. Em tưới cho cải trước à? Chỗ này là sao em hái cho bán được rồi. Dạ, mấy không ngon đâu em ạ. Món này bán ngon. Con hổ bác à? Giỏi thế. Con hổ bác đi. Con này nhá, mấy này cho sạch vào. Quang vào. Không có con muỗi nhá. Cây dưa hấu này em trồng à? Vâng, em trồng xuống anh ạ. Em trồng 3-4 cây vào để ít nữa có quả cho cháu ăn, cho con ăn. Cây dưa hấu này ở đâu? Trên rừng á. À, con thấy kìa. Nó có to không? To đùng không? Thank you.
bán đấy. Lấy quả sổ á? Em lấy quả sổ anh ạ. Bán chạy lắm. Bán hết không? Em có bán hết nhưng mà cây cao ấy. Cây cao. Ôi em cây cao quá em được cố treo làm gì? Nỡ đâu trượt chân rơi xuống làm nào? Cây đấy ở chỗ vắng nữa, không có người đi lại nữa. Biết đâu bị tai nạn gì. Được một mùi về đặt xuống họ tranh nhau lấy. Sau cây cao thế mình chéo. Mình thấy tìm hàng gì ở gần. Bạn ở trong này là được anh ạ. Cái này hôm nào em vừa làm cỏ. Vâng, em làm cỏ em định trồng hoa đấy. À. À, hoa kia. Vâng. Em lấy về à? Em lấy về định trồng thành. Mẹ ơi. Vào vào. Trồng cái tường đi vào này. Mẹ ơi. Hoa đẹp, đẹp. Hoa tím tím đấy ạ. Vâng, hoa chữa tím đấy. Tay. Tay. Tay tím đấy, tím đấy lên nhà rửa nhé. Chuẩn bị đi tắm rồi con ạ. Tối rồi đấy. Tối nay anh về đi. Qua hộp em mãi thì tụi bác lại. Anh nghĩ. Bây giờ làm thì anh không được. Cái bóng điện hôm nọ anh mang sang ấy còn dùng được không? Vẫn sáng chứ? Vẫn sáng thôi anh ạ, vẫn dùng được. Nếu mà hỏng bảo anh nhé. Vâng. Đổ thác đâu. Không ở đây không có điện không được đâu.